Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy Vĩnh Thạnh do đồng chí Quỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Đảng bộ xã Thạnh Lộc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm, Đảng bộ xã Thạnh Lộc đã chỉ đạo thành công công tác bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tất cả 7 ấp có trưởng ấp tái đắc cử với số phiếu tín nhiệm trên 93%. Về sản xuất nông nghiệp, thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân 2.985 ha đạt 100% kế hoạch, năng suất trung bình đạt 8,5 tấn một ha, lợi nhuận gần 40 triệu đồng một ha. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển đa dạng với nhiều ngành nghề. Toàn xã có 426 cơ sở sản xuất kinh doanh mua bán nhỏ lẻ. Công tác xây dựng đảng được củng cố kiện toàn, bổ sung một đồng chí tham gia vào ban chấp hành đảng bộ đúng tiêu chuẩn quy định. Nổi bật đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024-2029 đúng quy định. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Thạnh Lộc tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.